Xin chào cả nhà nha. Tình hình là mình có phát hiện một con cọp cả nhà. Đó, thì cái con cọp này mình theo dõi đã được một tháng nay rồi. Nhưng mà mỗi khi mình gạ hỏi cái người chủ nó có nhường lại không thì cái người chủ không nhường cả nhà. Thì nói chung trời không phụ lòng người, sau khi mình gạ hoài thì cái người chủ này cũng quyết định nhường lại cho mình. Thì bây giờ trời cũng chập tối rồi cả nhà. Mình chạy với tốc độ 200 km/h. Nói giỡn cả nhà thôi nha, tình hình là mình chạy cũng chậm thôi, nhưng mà mình tua cho nó nhanh lên một xíu để cho cả nhà xem đỡ mất thời gian á. Thì tới ngay cái con hẻm này nè, nhưng mà mình không biết nhà cho nên là mình gọi cái bạn đó để bạn đó chỉ đường mình chạy vào đó cả nhà. Thì sau khi gọi bạn đó bắt máy thì bạn đó chỉ mình là quẹo vô cái bảng mà có cái chữ Gái Thành, thì chạy qua cái xe tải là tới, nhưng mà bây giờ hai cái xe tải chặn đường không cho mình qua. Đó thì đây nè, qua nè, cái ông xe tải này ông lại lắng mình cả nhà. Ê, đầu thiệt chứ. Đó, là lại lắng thêm lần nữa. Đó. Thì bây giờ đã tới nhà bạn rồi nha cả nhà. Ủa, hình như cái nhà đây hồi đó làm sao không ta? Nhà chú Nhu không ta? Nhà con Nhu không hả? Quay video lại xíu nha, hành trình đi bắt cọp. Con này hồi lấy lại của anh Hải hả? Dạ. À, thôi không cần dở đâu, lạnh đó, một mặt thấy cái nết đó rồi. À, thấy cái nết nó hay chà chập rồi hay. Cái cánh nó là nó chỉ gác lên thôi. Nó là bị chanh cánh chéo mà hồi giờ nó luôn á. Cánh chéo hả? Dạ. Nó đang ăn cám gì vậy? Em là đang cho ăn hiển. Hiển Bảo Khánh. Em thấy cái này hồi xưa nó ăn gì thì hôm nay mình thấy nó vậy không xấu á. Hiển là hiển thấy anh cho nó ăn hai bài Bảo Khánh mà không tốt. Nó cũng ăn cái hát rồi nhưng mà cái hát thì tốt cái nó có ngày quan kia là hỏi mua thiệt á, đang có tiền mà. Xong rồi ngày hôm nay đi bắt hai con. Chim nó cũng bổi mà nó đứng rồi. Bắt hai con rồi chơi là nhà hết. Đây này mới chuyển tiền nè. 10:27 25/2/2023 nè. Chị nào làm đó. Hôm nay nó có tiền mà nó bắt mà sao khỏi mình sao? Nó chắc chưa muốn bán. Vậy là bây giờ đổi đúng luôn là 5 triệu hả? Dạ. Giờ làm đi làm bỏ. Ok, bây giờ thôi, 5 triệu thì bắt 5 triệu thôi. Mà để mình sắp xếp khoảng 2 3 ngày. 2 3 ngày có cái lòng nào. Xe nó lại xong thì gọi cho mình trả tiền. Ok. Chỉ mình cắm chéo về đồ nha cả nhà. Nguy hiểm. Đúng rồi, lúc đó mình cũng nguy hiểm. Tôi cũng nghĩ là do thời tiết lắm. Có cái thằng nhỏ thì chặt một thằng nhỏ được rồi. Hiện bây giờ là 6 giờ tối cả nhà. 6 giờ tối thì bắt một chiến binh chà chập, đánh cầu bọng chà chập cánh rất là tốt. Nhưng mà con này nó cánh xiết cả nhà. Một cánh nó gác lên. Cái cánh bên trái nó gác lên cái cánh bên phải. Chiến binh nào vậy? Đang đẹp hả? Mua 2 triệu hả?
Con này nó bọng nó hay không? Để coi thử tài khoản còn được tầm nào. Còn có 8 xì á. Còn có 8 xì á. Để đợi đợi một hai ngày đây là có cái đưa đưa luôn. Con này đẹp ghê chứ. Mua 2 triệu là lúc lúc còn bổi. Là chưa lục lăng chưa đứng lòng. Bây giờ lục lăng là đứng lòng rồi đấu rồi sao? Lết tao sao? Còn yếu. Giờ này tối giờ đi ngủ à? Giờ bên buổi trưa em đi làm. Về bắt giờ về trưa. Để mai quay video cho cả nhà xem test luôn. Giờ này tối rồi cả nhà, phải bắt biển. Bộ này bộ ghê thật chứ. Màu ta, bộ khủng. Đuôi nó sẽ ghê vậy. Con nhìn vẫn khói hơn. Nhưng mà cái nước chơi à. Nhiều khi con kia nó nhâm chơi, nó chơi trước. Con này nó đang bọng. Con đây nó chưa ra bọng à? Chưa bọng nhiều. Nhưng mà nó ra bọng dài à? Con này nó ra bọng đâu. Chưa bọng luôn. Nó là tê gáy ngựa. Nó cái gáy nó dù lại ha. Tê gáy ngựa. Trời ơi. Nó đóng là lưng tôm nữa. Thôi nhìn đẹp chết lắm luôn. Hai con nó chưa ra bọng nhưng mà nó thái độ rồi hết rồi chứ. Thái độ thì thôi chắc giờ tối rồi chắc mình chạy về nha. À, chạy về rồi để hai ba ngày nữa gửi cho, gửi lòng rồi gửi tiền luôn cho. Giờ về mình rảnh. Giờ về rảnh chăm vô lửa cái đi test cái giải thử. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều, chắc mình chạy về luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Đây cả nhà, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cho cả nhà xem thử con này là con cọp hay là con mèo. Đó, hay là con thỏ nha. Mình chuẩn bị một cái cây lồng của mình sang qua. Và cám á, là mình cũng cho ăn bằng cám của mình luôn. Còn ngày hôm qua mình hết lồng, cho nên là mình mượn cái cây lồng của cái bạn chủ của cái con chim này. Đó, mượn cái cây lồng của bạn chủ chim này. Bây giờ mình sang qua đây, xong rồi mình sẽ xách đi quay test cho cả nhà cùng xem nha. Thì đúng ra nếu mà mình đi tuyển một cái con chim về thì đúng ra là mình phải cho nó nghỉ ngơi, có thể là mình chăm sóc cho nó ổn định thì mình sẽ xách đi tết. Nhưng mà tại vì mình làm YouTube đó, cho nên là mình muốn có video thì mình phải dạng như là bắt về quay liền cho cả nhà xem, giống như dạng như cho nó nóng hổi cả nhà đó, dạng như đó. Thì cái con này hiện tại nó đang ăn cám Hiển Bảo Khánh cả nhà. Nhưng mà mình về nhà mình chăm thì mình đổi qua luôn. Đổi qua cái cám mình hay dùng luôn. Đó, ok. Bây giờ sẽ sang qua cho cả nhà xem nha. Qua đây con. Qua đây. Ôi trời ơi, nó không chịu qua ông ơi. Rồi, qua rồi. Ok. Đó. Con này nói chung khá là thuần rồi. Cái cánh bên trái của nó gác lên cái cánh bên phải. Đó, nó gác lên cánh bên phải. Ngày hôm nay trời không có nắng cả nha. Không có nắng mà gió ghê luôn. Mà bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ xách cho cả nhà xem cái con chim này nó như thế nào mà mình đi tuyển trong đêm.
Đó là cái thứ nhất nha. Và cái thứ hai, tại sao một cái con chim cái cánh nó cánh trái nó gác lên cánh phải thì thông thường người ta gọi là chim bị lỗi, chim bị lỗi đó, gọi là bị lỗi á, nhưng mà tại sao mình lại vẫn mua với giá rất là cao? Đã ok, con này nó đánh cầu cánh rồi, đạt lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, đi quay về cả nhà xem luôn nha. Ok, trầm lại, đổi cám luôn. Tình hình là ngày hôm nay là thứ mấy đó? Ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cái con này á, là sáng ngày hôm qua là mình đã xem nó đánh trên vàng rồi, chủ nó test trên vàng coi như là tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà đúng ra sáng ngày hôm nay mình sắp đi nữa, như vậy là sắp đi 2 ngày liên tiếp. Đó, sắp đi 2 ngày liên tiếp. Mà để mình quay cho cả nhà xem nha. Đúng ra là mình cho nó ở nhà nghỉ ngơi mới đúng, chứ không phải là sắp đi chơi đâu cả nhà. Nhưng mà bây giờ làm YouTube mà tuyển chim về cũng phải để quay video cho cả nhà xem. Đó, cho nên là phải xách đi thôi, cho quýnh 2 ngày liên tiếp luôn. Ngày hôm nay thì mình xách đi test tầm khoảng 30 phút thôi. Đó, nếu mà mình thấy nó ổn định, tại vì ngày hôm qua nó đã chơi rồi, ngày hôm nay đánh tầm khoảng 30 phút, thấy nó ổn định thì mình về nhà mình cám thì mình đã đổi rồi. Đó, xong mình sẽ chăm cho nó ổn định, có thể là thứ tư này mình đi đánh một cái giải bé bé, coi thử như thế nào. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 4 ngày 3 ngày, tính ra trừ ngày thứ tư ra còn 3 ngày 3 ngày mà đi đánh một cái giải mà trong khi mới đổi cám cũng hên xui lắm rồi nha. Đó, ok vậy nha, thôi đi thôi. Gió dữ trời. Thank you.
Ok. Tình hình thì mình đã đi giật chim về rồi cả nhà. Sáng hôm nay đi giật chim không có coi ngày, thời tiết nó gió, phải nói gió kinh khủng luôn cả nhà. Cho nên là con chim nó hay mất bộ. Đó thì cái đoạn đầu thì mình đợi nó chạy bình thường, nhưng mà tại vì mình cho giật tầm khoảng 45 phút. Đó cho nên cái đoạn phía sau mình phải tua nhanh lên đợi cho cả nhà xem. Cái đoạn đầu là xem bình thường, còn cái đoạn sau là cả nhà xem cái nết con chim nó nhảy cầu như thế nào thôi. Đó. Thì tình hình nó là vậy nè cả nhà. Sáng mình sang qua cái lồng này thì mình cũng có quay cho cả nhà xem á. Thế là mình sang qua cái lồng này để đi giật. Thì mình qua bên mình qua bên trường chim thằng em á, thì mình thấy thằng em nó đặt một cái cây lồng này về để nhốt con cọp của nó. Đó, thế là mình chơi cái chiêu hả, mình ỷ lớn cho nên là mình trắng lột luôn cả nhà. Trắng lột luôn, thấy đẹp quá. Lồng về chưa nhốt chim, mình lậm luôn, nói thôi để cho anh đi. Xong cái mình sang qua con chim qua cái lồng này luôn. Thì cái form này là cái form lồng mà gần như cái mẫu lồng này hiện tại đang rất là chuộng. Đó mà nước tre rất là già đẹp lắm cả nhà. Đó, cái mình trắng lột luôn, mình ỷ lớn mình trắng lột luôn. Thì mình sang chim qua, bỏ đồ ăn nước uống qua rồi cho lên đấu thì trời rất là gió. Anh em xách chim đi ít xỉn á. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, đúng ra là xách chim đông lắm. Nhưng mà gió quá không có ai xách chim đi, thành ra đánh chỉ có 5 lồng, sâu thêm một lồng là 6 lồng. Đó, 6 lồng thôi. Thì riêng con này thì cái nết đấu nó mình thấy rồi, chẳng qua là mình quay cho cả nhà xem thôi. Đó, thì bây giờ hả khoe thêm một chiến binh. Đây. Cái chiến binh này là trưa hôm qua mình bắt con bổi này đã lột lông rừng rồi. Thì tình hình chưa biết như thế nào luôn, về đổi cám 2 con luôn cả nhà. Bây giờ cho hai con này nó giật thử chút cho cả nhà xem cho vui nha. Ok, còn cái lồng này thì lồng không rồi cả nhà. Đó, thôi, cái video chắc là nó cũng khá là dài rồi. Cho cả nhà xem hai con này đấu nữa là rồi kết thúc video luôn nha. Ok. Một con cọp. Đó. Cái con này mà chim càng đông nó quýnh càng chiến, nó quýnh tứ phía luôn. Mà ráp vô cái lồng này, bốn cầu góc nó quýnh có vẻ rất là hợp luôn cả nhà. Nó hợp với cái lồng này. Còn con này là con bổi mới lột lông rừng, chưa biết nó như thế nào luôn. Bây giờ mình bung đại rồi mình quay cho cả nhà xem cho vui thử nha, thử nó có đấu không nha. Tháo cái mic bỏ đây luôn. Tháo mic bỏ đây đi. Rồi đúng rồi, mic mở thôi. Rồi, cho cả nhà xem luôn nha. Ok. Quá dữ luôn cả nhà ơi, quá dữ luôn. Tình hình cái bé bổi mới lột lông rừng này, ui đồ đó nhát. Bé bổi mới lột lông rừng này mình cũng mới đưa về đội ngày hôm qua. Đó, nhá hàng cho cả nhà xem xíu thôi, chim cùng một nhà. Gà cùng một mẹ chứ hồi đá nhau. Cái con này có vẻ nó về nhà nó không thích đấu bằng trên vàng cả nhà. Con quỷ này nè, về nhà nó không thích đấu bằng trên vàng. Ok. Thôi. Cái video ngày hôm nay khoe với cả nhà hai chiến binh mình mới đưa về đội ngày hôm qua nha. Video cũng khá là dài rồi, chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà.